Xin chào tất cả mọi người, hôm nay thì là ngày đầu tiên dì Thúy không tiếp tục bán cua cho dì Ba nữa. Và chúng ta sẽ xem là hôm nay thì dì Ba và những người còn lại sẽ xoay sở như thế nào cho việc bán cua của mình. Vâng, mâm cua thì đã được chú Mười chở ra điểm bán cua để cho mọi người bắt đầu bán. Ngay từ buổi trưa thì đã có rất đông người tập trung gần điểm bán cua của dì Ba để chờ mua cua. Bây giờ thì dì Ba đã bắt đầu ra mâm cua. Trên tay của dì Ba thì khi nào cũng có những cái con cua ngon nhất được tuyển chọn kỹ lưỡng để dì Ba mang ra sau cùng. Hôm nay là cuối tuần nên rất là đông người. Có rất là nhiều người đến từ những tỉnh thành xa xôi như Bạc Liêu, Trà Vinh, rồi Gia Lai, Kon Tum, rồi Khánh Hòa, cũng rất là nhiều tỉnh khác. Vâng, đây là những món quà của một người phụ nữ tại thành phố Hồ Chí Minh đã đến tặng cho dì Ba và những người phụ giúp dì Ba. Vâng, trong cái thời gian mà dì Ba bán cua ở điểm bán cua này thì có rất nhiều người đã đến trao tặng những phần quà ý nghĩa dành cho mọi người. Hy vọng đây là sẽ là niềm động viên và sự chia sẻ kịp thời đối với dì Ba và những người phụ dì Ba bán cua trong thời gian qua. Sau thời gian đầu thì có rất là đông người đến tập trung để mua cua thì đến bây giờ thì mâm cua đã vắng rồi. Người mua thì càng ngày càng thưa dần. Mặc dù trên mâm cua thì còn khoảng vài chục ký cua nữa. Đã là khuya rồi. Vâng, hôm nay thì cua đã được bán hết và bây giờ thì dì Ba dọn đồ. Tuy nhiên thì hôm nay thì dì Ba sẽ không tiếp tục gửi những cái đồ bán cua ở nhà chị Thúy nữa. Và dì Ba sẽ phải tìm đến một cái điểm gửi đồ bán cua khác. Và dì Ba sẽ tìm đến những người xung quanh để nhờ xem mọi người có thể cho gửi đồ được không. Vâng, đây là anh Bảo, một người sửa xe ở gần cái điểm bán cua của dì Ba. Thì anh Bảo sẽ là người cho dì Ba gửi nhờ đồ bán cua ở cái tiệm sửa xe của anh. Anh Bảo thì biết dì Ba khá là lâu rồi. Cái tiệm của anh cũng không được lớn lắm nhưng mà anh vẫn để cho dì Ba gửi cái đồ bán cua ở đây. Vâng, nhiều người xung quanh cái điểm bán cua của dì Ba thì luôn sẵn sàng giúp đỡ và tạo điều kiện cho dì Ba để dì Ba có thể là bán cua thuận tiện nhất. Hôm nay mệt không dì Ba? Hôm nay dì mệt không? Hôm nay dì Ba tìm được chỗ gửi đồ, dì Ba mừng dì Ba. Nãy giờ nó cho. Dạ có. Cái đó anh đó là anh Bảo à dì Ba? Anh Bảo gửi xe máy. Dì Ba ơi, thì chắc là từ nay mình phải mượn, có mượn người phụ bán nữa không dì Ba? Hả? Mình có mượn thêm người phụ bán không dì? Mình có định, tại vì nhiều người góp ý là mình nên thuê hẳn một người để phụ bán cho dì á. Phụ bán thì nếu mày thì có cái cháu gia phụ. À. Tại vì con Bảy nó đây nè. Cháu gì à? Còn nếu mà coi
con cũng gặp hụi gì ba chỉ tỉnh đó không, mà nếu con ở không á là của phụ gì ba, nếu không không thì gì ba cũng cháu gì ba phụ. Nhưng mà mọi người nói cứ đang diễn ra gì mai gì ba nhận mua lại chúng con là được rồi, ok thôi. Còn mọi người nói gì mấy cái 20 kg còn 50 kg là được rồi, 50 40 kg là được rồi. Mà bữa nay giá xuống giá nhiều lắm. Xuống giá thì mà chị bán khoảng 40 kg cái thành phẩm thôi. Rồi chị ba bán khoảng 40 kg thành phẩm là ok rồi. Mọi người phụ vài tiếng, 1 tiếng 2 tiếng là được rồi. 75 ơi, mình ăn ta đi 7 ơi. Quá trời hôm nay. Ăn đi, chị làm gì trời, nào lấy. Mà nào nhậu đi. Nhậu nhiều quá nhậu hết đâu. Cô đó là cô gì vậy bác? Hả, cô gạch xanh. Cô gạch xanh đó đi, để đó đây xíu đây cho chị thấy. Sao nãy giờ ba không bán luôn? Để đó đây xíu cho chị thấy. Chị bán chị bấy. Ờ thì bây giờ tới chị ba mua trái cây ủng hộ chị Thúy. Cô đây, cô đây. Cái nhà lấy vườn ăn uống cho tiền. Cho kỳ hả? À? Ăn phải cho tiền chứ. Cái nói sao mà uống ủng hộ cho ông Bảy. Trái cây. Ông Bảy. Tới tới kỳ nhà lấy vườn. Dì ba, thì cháu dì ba ra phụ là cháu như thế nào dì ba? Ai thế nào? Cái đứa cháu mà dì ba định nhờ ra phụ dì ba. Con cô. Con cô hả dì ba? Ủa, bé học lớp 11 hả dì ba? À. Bé hả? À. Mà tụi bây thông cảm nha. Cái nụ cười đó cười lớn lắm nha. Cười đi. Buồn đó nha. À. Ba ơi. Nó cười một cái là tự đi ra Sài Gòn cũng nghe nữa. Dữ vậy. Dì ba, nếu mà không có cháu đó phụ thì dì ba định bán cua như thế nào dì ba? Bán nhiều hay... Bán ít cũng vậy thôi, bán ít. Nếu có tụi nó thì đô phụ thì bán hơi nhiều. Còn có thì bán ít từ 40-50 kg. Dì ba, mẹ nó chào dì ba nó về kìa. Ờ, về đi con, về đi. Chưa giờ. Sáng giờ nó cũng làm cua nữa. Trời ơi, trời ơi. Để rồi, đâu tới giờ đâu rồi ta? Đây cái túi quà của dì ba đâu rồi? Ờ đây. Đâu đây rồi? Rồi dì ba về nghỉ đi dì ba ha. Trời ơi. Dì ba, nhiều người người ta kêu là dì ba bán ít lại á. Cho nó khỏe. Ờ. Biết rồi. Dạ nha. Còn ngày mai là đầu tuần á, bán chừng 40-50 thôi. Bán hết rồi dì ba giờ. Ok đó. Chưa, bây giờ mới gọi mà anh nghe, bấm dì ba bấm alo đi. Chưa bấm nghe mà dì ba. Rồi. Dạ. Được rồi đó, nghỉ ngơi đi. Ai dạ? Cua. À, hết rồi, hết cua rồi. Nè, cái mâm này. Hết cua các bạn, mâm trống trơn rồi nha. Giờ dì ba sắp dọn về nè. Thôi cả trời ơi, con ơi đừng có nhắc tới người đó nữa. Nhắc con tí nữa là lát nó chửi tao giờ. Không nha, thôi không có chửi nha. Nó chơi chứ. Ờ, rồi dẹp cái đó đi. Cậu nói vậy lát nó chửi tao à, rồi thiệt hả? Không, thì ba nói đâu có ý gì đâu, thì ba... Có, nó chơi. Mất cái chỗ ơi. Thì ba nghỉ chỗ ơi. Chơi rồi ba ơi. Chơi nghỉ gì ba. Thôi chơi. Thôi dì ba nghỉ nha, về dạ, nha. Dạ ba nghỉ nha, về nha. Làm gì làm nhưng phải giữ gìn sức khỏe dì ba. Giữ gìn sức khỏe là quan trọng nhất. Dì ba đưa tiền lẻ là gì vậy chứ? Đưa tiền lẻ là gì vậy chứ? Qua đây nó lấy giùm là lẻ gì ạ? Đưa đi, đưa của quên. Cho giao dì Bảy, cho giao lưu trước dì Bảy. À, mọi người gặp dì Bảy nhiều rồi nhưng mà vẫn chưa biết rõ dì Bảy lắm. Dì Bảy quê đâu dì Bảy? À, dì Bảy quê ở đâu á? Quê. Quê dì Bảy ở Đồng Nai. Quê dì Bảy ở Đồng Nai. Quê dì Bảy Đồng Nai là chỗ nào dì Bảy? Chỗ công ty ô tô Đồng Nai ngã ba Dầu Dây đi luôn. À, ngã ba Dầu Dây. À, vậy là dì Bảy giờ ở lên đây thì dì Bảy thuê nhà ở đâu dì Bảy? Thuê nhà ở quận 8. Quận 8 à? Dì Bảy bán trái cây ở đây lâu chưa? Hai mấy năm bán trái cây ở đây hả? Ở đây là hai mấy năm rồi. Có mình dì Bảy bán. Dì Bảy bán là hai mấy năm rồi. Dạ. Nhưng mà con nghe dì ba nói là dì Bảy lấy trái cây ở vườn nhà mình bán hay sao? Ở vườn nhà mình thì một số cà phê, còn thằng gì đó ở miền Tây không? Cái dì Bảy cũng giúp dì ba suốt mấy tháng nay rồi á. Thì không biết là dì Bảy với dì ba là biết nhau như thế nào và qua đâu mà mọi người biết nhau á? Thì từ khi dì ba bán ở đây á là dì ba gặp
ơn dì Bảy đó. Thì hồi nào giờ thì dì cháu cũng thương dì Ba lắm. Cái gì có gì dì Ba cũng suy nghĩ đó. Chính vì vậy mà khi mà dì Ba bắt đầu đông khách thì dì Bảy lại chuyển qua đây để giúp đỡ cho dì Ba đúng không? Vâng. Vâng, đây là một tấm lòng rất là đáng quý và nhiều người quan tâm từ trước đến nay. Và hy vọng là hôm nay ẩm thực Việt Nam 247 đã giải quyết những cái suy nghĩ cho mọi người về dì Bảy là người như thế nào, là ai. Vâng. Như những lúc mà dì Bảy sang phụ giúp dì Ba bản cua thì ai bán cho dì Bảy? Ai bán? Dì Bảy ở người quen. Có bữa có ông xã thì ông xã ra coi. Có thì bán nhà người quen dẫn dùm. Bán này thì có đủ sống gì vậy? Bán cái này mà tại có gì mà nó không ai như vậy không? Dạ.